Cảm ơn quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin thế giới của chúng tôi cho biết rằng khối NATO khuyên Ukraine nên tập trung việc bảo vệ chủ quyền thay vì là gia nhập liên minh. Theo đó, trong ngày 30 tháng 11, Tổng thư ký của NATO ông Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay vì cố gắng gia nhập vào khối NATO. Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp mới nhất của các ngoại trưởng khối NATO, ông Stoltenberg cho biết rằng nhiệm vụ trước mắt và cấp bách nhất của Ukraine là cần phải bảo đảm nền dân chủ độc lập, có chủ quyền ở châu Âu. Và để làm được điều này thì chúng ta cần huy động nhiều nhất có thể về hỗ trợ quân sự, kinh tế, tài chính và nhân đạo cho Ukraine. Nếu như Ukraine không bảo đảm được là một quốc gia độc lập có chủ quyền thì tất nhiên vấn đề tư cách thành viên sẽ hoàn toàn không được bàn đến. Theo đó, hội nghị các ngoại trưởng NATO diễn ra ngay tại thủ đô Romania từ ngày 29 tới ngày 30 tháng 11, tập trung thảo luận về những thách thức dài hạn do Trung Quốc đặt ra, cũng như là về cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay. Trước đó, thì tờ Bloomberg có trích dẫn nguồn tin cho biết, sau cuộc họp đầu tiên vào ngày 29 tháng 11, các ngoại trưởng khối NATO thống nhất rằng cánh cửa gia nhập NATO vẫn mở với Ukraine, nhưng hiện nay chưa phải lúc để quốc gia này gia nhập. Theo truyền thông đưa tin, vài quốc gia thành viên của khối NATO đang xem xét kỹ lưỡng, bởi nếu như Ukraine gia nhập vào thời điểm hiện tại, thì cả khối có thể bị kéo theo một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Do thiếu được sự đồng thuận về vấn đề này, vì vậy mà các quốc gia NATO thống nhất rằng sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp vũ khí cho Ukraine để bảo đảm rằng phía Kiev đạt lợi thế trên chiến trường. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine, Tổng thống quốc gia này cho biết rằng ông đã ký thông qua đơn gia nhập rút gọn để cho Ukraine có thể trở thành thành viên NATO trong thời gian ngắn nhất. Và muốn được như vậy, Ukraine cần có được sự ủng hộ của toàn bộ các quốc gia thành viên. Cùng những bản tin liên quan cho biết rằng Kiev khuyến cáo dân chúng tích trữ nước và thực phẩm. Theo thông tấn xã AFP đưa tin, thị trưởng Klitschko cảnh báo Kiev có thể mất điện hoàn toàn sau khi Nga tiến hành tập kích và khuyến cáo người dân nên tích trữ nước, thực phẩm cũng như là các loại quần áo ấm. Theo đó, thị trưởng của Kiev trong ngày 1 tháng 12, ông Klitschko cho biết rằng nhiệt độ trong nhà tại thủ đô Kiev hiện nay có thể hạ xuống nhanh chóng trong trường hợp mất điện. Hạ tầng cũng bị phá hủy và hệ thống cung cấp điện nước, nhiệt và thoát nước cũng dừng hoạt động. Ông Klitschko cho biết rằng nếu hệ thống sưởi không có nhiệt hoặc là nước trong 12 tới 14 giờ ở nhiệt độ âm 5 độ C, đơn vị vận hành sẽ phải rút nước khỏi các đường ống để tránh hư hại vĩnh viễn. Phải tới mùa xuân thì chúng tôi mới có thể khôi phục được hệ thống này và đó được xem là thử thách lớn. Và hiện nay, để đối phó với tình trạng thiếu điện và hệ thống sưởi ngừng hoạt động, Kiev đã phải thiết lập tới 430 điểm cho người dân sưởi ấm và sạc điện thoại. Thế nhưng các giới chức hiện nay cho rằng con số này không đủ cung cấp cho 3,5 triệu dân. Một giới chức cho biết rằng 500 điểm cũng không giúp được gì, thậm chí là 5.000 điểm thì cũng được gọi là quá ít. Theo tình hình hiện nay, lực lượng Nga gần đây tăng cường tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng lẫn kho đạn tại Ukraine bằng các loại hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái tự sát. Giới chức tại Ukraine cho biết phần lớn các nhà máy điện của quốc gia này đã bị mất kết nối, cơ sở truyền tải thì bị hư hại và nhiều người mất điện sau các đợt tập kích của Nga. Các đợt tập kích này khiến cho nhiều tổ máy tại một số nhà máy điện tại Ukraine phải dừng hoạt động khẩn cấp. Thủ tướng Denis Shmyhal trong ngày 29 tháng 11 thông báo rằng Ukraine vẫn thiếu tới 30% lượng điện cần thiết sau đợt tập kích hỏa tiễn được xem là lớn nhất của Nga diễn ra trong ngày 23 tháng 11. Sau qua Nga, bản tin của chúng tôi cho biết rằng quốc gia này yêu cầu giữ kín đàm phán về trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Theo thông tấn xã Reuters đưa biết rằng, Điện Cẩm Linh từ chối xác nhận kế hoạch trao đổi tù nhân giữa Nga với Hoa Kỳ trong cuối năm nay và khẳng định mọi thảo luận phải được giữ kín.
Theo đó, người phát ngôn Điện Cẩm Linh ông Dmitry Peskov trong ngày 1 tháng 12 đã trả lời hãng thông tấn TASS của Nga rằng: "Chúng tôi không nói công khai về vấn đề này và đề nghị mọi bên nên giữ im lặng. Những chủ đề này chỉ có thể được thảo luận một cách bí mật." Theo đó, ông cho rằng việc công khai chi tiết đàm phán trao đổi tù nhân giữa Nga với Hoa Kỳ được xem là một hành động không cần thiết. Truyền thông tại Nga cho biết rằng quá trình đàm phán đang được các cơ quan tình báo hai quốc gia tiến hành, dựa trên những khuôn khổ đã được thống nhất giữa Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden. Đại diện của Điện Cẩm Linh từ chối bình luận về tiến trình đàm phán cũng như khả năng hai bên đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân trong cuối năm nay. Ông Peskov đã lên tiếng sau nhiều tuần dư luận Hoa Kỳ đã kỳ vọng rằng phía Hoa Thịnh Đốn và Mạc Tư Khoa sẽ có một cuộc trao đổi tù nhân, trong đó có hai công dân người Mỹ đang bị tạm giam tại Nga. Thứ trưởng Ngoại giao của Nga Sergei Ryabkov nhận định việc đàm phán trao đổi tù nhân có tiềm năng trở thành thỏa thuận cụ thể. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách đưa về nước hai công dân bị giam giữ tại Nga, gồm cựu ngôi sao đội tuyển bóng rổ nữ người Mỹ Brittany Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan. Và ở chiều ngược lại thì các nguồn thạo tin Nga yêu cầu Hoa Kỳ phải phóng thích Viktor Bout, người được cho là trùm buôn vũ khí và đang chịu bản án tới 25 năm tù. Truyền thông tại Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa qua tiết lộ Mạc Tư Khoa muốn Hoa Thịnh Đốn thả thêm Vadim Grashikov, cựu thành viên cơ quan an ninh của Nga. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng ba quốc gia gồm có Nga, Iran và Trung Quốc đã hình thành tam giác mới trong ngoại giao đa phương. Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Yulianov cho biết rằng Nga, Trung Quốc và Iran đã tạo nên một tam giác mới trong mối quan hệ ngoại giao đa phương và khuôn khổ này có thể dễ dàng mở rộng. Đại diện ông Yulianov đã đăng tải nội dung trên Twitter rằng các phái đoàn thường trực của Trung Quốc, Nga và Iran đã tổ chức các cuộc thăm vấn ba bên rất hiệu quả về các vấn đề cùng quan tâm. Nhà ngoại giao này nói rằng nhóm bộ ba có thể dễ dàng mở rộng vì có nhiều quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa phương và chống lại những nỗ lực duy trì thế giới đơn phương bằng mọi giá. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov bên lề của hội nghị G20 diễn ra tại Bali của Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị cho biết rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mạc Tư Khoa và các quốc gia quan tâm để thúc đẩy mạnh mẽ tính đa cực trên thế giới. Theo kênh truyền hình Iran Press TV, kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện, còn gọi tắt là JCPOA, được ký kết từ năm 2018 và tái áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt lên nền kinh tế quốc gia Trung Đông này, thì lãnh tụ tối cao cách mạng Hồi giáo Iran đó chính là Ali Khamenei nhấn mạnh cần thúc đẩy nỗ lực vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt và chống lại chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ. Và cũng theo chiến lược đó, Iran đã tìm cách áp dụng chính sách kinh tế hướng về phương Đông, đó chính là mở rộng quan hệ với các quốc gia láng giềng và các quốc gia châu Á khác, đồng thời cũng nỗ lực tự cung cấp trong các lĩnh vực then chốt. Và tín đồ bản tin của chúng tôi cho biết rằng Liên Âu cảnh báo có thể các quốc gia trong khối này sẽ cấm Twitter. Theo một quan chức Liên Âu nhắc nhở vị tỷ phú người Mỹ Elon Musk, nếu không tuân thủ việc kiểm duyệt nội dung thì Twitter có thể sẽ bị cấm. Theo ủy viên Liên Âu giám sát quy định về Internet đó chính là Thierry Breton cho biết rằng ông đã trao đổi trực tuyến với vị giám đốc điều hành của Twitter ông Elon Musk trong ngày 30 tháng 11. Trong cuộc họp này, ông Breton đã yêu cầu Twitter phải tuân thủ một danh sách các quy tắc như là loại bỏ cách tiếp cận tùy tiện trong việc khôi phục các tài khoản bị cấm. Bên cạnh đó, Twitter phải chấp nhận một đợt kiểm toán độc lập vào năm 2023. Nếu như không tuân thủ thì mạng xã hội này sẽ đối mặt với lệnh cấm trên toàn châu Âu và ngoài ra là còn bị phạt khoảng 6% doanh thu toàn cầu vào năm 2021. Ủy ban châu Âu sau đó cũng đã xác nhận rằng tỷ phú Elon Musk đã đồng ý để cho Ủy ban châu Âu thực hiện một bài kiểm tra ngay tại trụ sở của Twitter vào đầu năm 2023 trước thời gian kiểm toán. Sau thông tin này, thì ông Britain
cũng đã đăng một đoạn video cuộc họp với tỷ phú Elon Musk và nói rằng Twitter còn nhiều việc cần phải giải quyết và thực hiện những chính sách về minh bạch người dùng, tăng cường việc kiểm duyệt nội dung và giải quyết thông tin sai lệch. Liên Âu cũng đã ban hành một đạo luật dịch vụ kỹ thuật số từ đầu năm và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11. Một trong các điều khoản đó chính là phát hiện, gắn cờ và xóa nội dung bất hợp pháp. Theo đó, những động thái của Twitter trong thời gian qua cho thấy nền tảng này có nguy cơ làm lan truyền thông tin sai lệch, nhất là khi vị tỷ phú Elon Musk đóng cửa văn phòng ở Brussels và tiến hành sa thải hàng loạt nhân sự, gồm nhiều thành viên bộ phận kiểm duyệt nội dung. Nhiều người dùng đã đồng loạt đăng các dòng tweet với nội dung vốn bị cấm hoặc là hạn chế để thử vị tỷ phú Elon Musk. Còn các nhà quảng cáo hàng đầu cũng đã lần lượt rời đi vì họ lo ngại những bất ổn của nền tảng này. Và cũng trong cuộc họp, ông Elon Musk được cho là đã nói với ông Brinton rằng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên Âu rất hợp lý trong ngoặc kép, thưa quý vị, và nên được áp dụng trên toàn cầu. Đại diện của Twitter cho biết rằng chưa có chính sách nào của mạng xã hội này thay đổi kể từ khi ông Musk thâu tóm công ty với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Và ông đã bắt đầu làm việc tại Twitter từ ngày 28 tháng 10. Và sau một tháng, ông đã làm đảo lộn mạng xã hội này khi sa thải gần một nửa số nhân sự, khôi phục các tài khoản bị khóa hay kiếm tiền từ tài khoản tích xanh. Và đến nay, ông vẫn tiếp tục đưa ra các thay đổi của mình. Một nhân viên Twitter nói với tờ Business Insider rằng vấn đề nhân sự của mạng xã hội này vẫn chỉ là sự hỗn loạn.